Khoảng 3 giờ ngày 3 tháng 12, tại chợ Khe Tre, ngôi chợ lớn nhất huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi rất nhiều hàng hóa. Thông tin ban đầu, một số tiểu thương đến chợ sớm đã phát hiện vụ cháy. Do đường xa, mưa to, khoảng một tiếng đồng hồ sau, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế mới tiếp cận được hiện trường. Ngọn lửa bao trùm toàn ngôi chợ, cột khói bốc cao, hàng hóa chìm trong biển lửa. Hai phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương và Hoàng Hải Minh đã có mặt hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khống chế đám cháy, khắc phục hậu quả. Khoảng 7 giờ cùng ngày, bà Trần Thị Hoài Trâm, Bí thư Huyện ủy Nam Đông cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ cháy cơ bản được khống chế, các đơn vị liên quan đang kiểm kê thiệt hại,